Nhưng mà chúng ta hãy trở lại đi nói về à, những cái sự kiện liên quan tới SEC và chứng khoán là như thế nào. Thì các bạn đã thấy là chúng ta lại nghe thêm một người nữa. Đây chính là cái người À, lãnh đạo của công ty ICE đây là một cái sàn giao dịch mà nó có cái uh, sàn bác các bạn đã biết rồi chúng ta cũng có sàn giao dịch ICE và thường nghị sĩ uh, Warren Elizabeth Warren đây là một người mà rất ghét crypto thì cả hai người này bây giờ cũng lên tiếng là sau sự kiện của FTX đó, rất rõ ràng là thị trường này cần phải được một đơn vị quản lý và đơn vị đó, đó thì uh, bây giờ cả hai đều nói là giao hết cho SEC đi SEC Bây giờ nói là ngoại trừ con ra Thì tất cả đều là chứng khoán hết Chứ là Gensler mặc dù không có ra luật Không có ra tuyên bố chính thức Nhưng mà đây là nói miệng mà thôi Thì nói là tất cả đó đều sẽ được quản lý Với cái luật hiện bây giờ Và chỉ cần là SEC được giao quyền Có thể là quốc hội phải lên tiếng Là SEC có quyền hành trong thị trường crypto này Thì khi mà SEC có quyền hành rồi đó, thì uh, chủ được Janssen nói là chỉ cần dùng luật hiện hành thì có thể quản lý được thị trường này, tôi cảm thấy đó không hợp lý đâu các bạn luật hiện hành đó là một luật đã có từ rất lâu rồi, đừng có nói tới áp dụng vào uh, thị trường crypto, áp dụng vào thị trường chứng khoán đó thì đã có nhiều sơ hở rồi lúc nào cũng vậy, Jay Janssen nói đó là cái đơn vị của ông ta là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ, sử dụng luật bây giờ đó để quản lý thị trường tài chính rất tốt, nhưng mà thực sự các bạn đã thấy là bao nhiêu năm qua đương nhiên những năm qua đó đương nhiên ông ta không phải là chủ tịch rồi nhưng mà những năm qua nó có biết bao nhiêu là cái sự kiện lớn xảy ra trong chứng khoán mà SEC không có phát hiện được dẫn đến thiệt hại vô cùng lớn các bạn đã nhớ những sự kiện như là chúng ta nói tới bài viết này từ năm 2003 đi từ sự kiện của Enron và sự kiện của WorldCom là hai cái vụ lừa đảo rất là lớn trong thị trường tài chính của Hoa Kỳ chúng ta nói tới à, sự kiện liên quan tới Bernie Madoff. Đây là cái vụ lừa đảo rất là lớn các bạn. Cách đây khoảng chừng là 13 năm và đây là cái vụ lừa đảo trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. SEC hoàn toàn không phát hiện ra các bạn. Rồi chúng ta nói tới gần đây hơn là Theranos cũng là một cái vụ lừa đảo luôn. Lúc đó thì SEC đang ở đâu? Các bạn thấy được là chúng ta chỉ nói tới những cái sự kiện lớn mà thôi. Bao nhiêu năm qua thì cái lực của SEC cũng không có thể nào mà kiểm soát hết tất cả những gì xảy ra trong chứng khoán. Cho nên nếu nói là cái lực hiện bây giờ của SEC đã dùng howie và dùng luật hiện hành để quản lý crypto đó là sẽ không vấn đề gì thì cũng thấy đó, đó là một cái mơ mộng mà thôi chứ không thể nào quản lý được hết chứng khoán còn có vấn đề nữa mà làm sao mà crypto không có được cái mà Thượng nói đây đó không phải chúng ta không nên có luật, Thường chỉ nói là chúng ta có thể là cần luật mới chứ không phải là luật hiện hành bây giờ đâu. và lúc nào thì Gary Gensler cũng đã nói là SEC đó đã làm tốt trách nhiệm của mình có thể trong trường crypto này. những cái mà xảy ra đó thì đó là ngoài ý muốn nhưng mà nhiều người đó thì đương nhiên là không bỏ qua những cái nghi ngờ giữa cái sự quan hệ giữa Gary Gensler và ba của Caroline, cũng như là CEO của công ty Alameda cùng với lại Sam Bankman-Fried đã từng gặp chủ tịch Gary Chancellor mà lúc đó cũng không phát hiện được là sàn FTX có vấn đề gì thì đương nhiên nhiều người cũng đang ghi áp lực với lại chủ tịch Gary Chancellor nói là ông lúc nào cũng nói là ông đã làm tốt trách nhiệm của mình nhưng mà lúc nào đó thì cũng đưa ra những cái ví dụ như là người này dài triệu, người kia vài triệu giống như chúng ta nói tới gần đây cái sự kiện liên quan tới Kim Kardashian chúng ta nói tới những cái vụ kiện giống như là thắng được Library và đang kiện XRP thì đó là những cái chiến công mà Game of nào cũng nói tới nhưng mà có thật sự chiến công hay là không trong khi mà những cái sự kiện lớn trong năm nay thôi chúng ta nói tới cái sự uh, sụp đổ của Luna UST chúng ta nói tới cái sự sụp đổ của Celsius, Voyagers rồi chúng ta nói tới BlockFi, chúng ta nói tới FTX tất cả những sự kiện đó thì SCC đang ở đâu Tại sao mà lại không có mặt Tại sao mà SCC lúc nào cũng lo những cái sự kiện nhỏ nhặt bên ngoài Nói là bảo vệ người đầu tư Trong khi những sự kiện lớn thì SCC hoàn toàn không có biết trước được Cũng hoàn toàn không có điều tra Cho nên mới dẫn đến cái sự kiện ngày hôm nay Vì lý do đó nhiều người cho là SCC đã thất chức rồi Nhưng mà đương nhiên cho Johnson đã không nói như vậy cho Johnson nói là Giao hết cho tôi đi để tôi quản lý thị trường này ngoại trên Bitcoin thôi Tất cả tôi sẽ quản lý được Thôi không phải như vậy đâu các bạn Và điều mà thường muốn chia sẻ ở đây đó Là lúc nào thì SSC cũng sử dụng một cái bài kiểm tra gọi là How We Test How We Test này thường đã từng chia sẻ trước đây với các bạn Nhưng mà để thường chia sẻ lại Đây là một cái bài kiểm tra xem coi một tài sản có phải chứng khoán hay là không Thì một tài sản hay chứng khoán đó thì phải có 4 điểm Cả 4 điểm phải có luôn chứ không phải là 1, 2, 3 hay gì đó là chứng khoán rồi Tất cả bốn điều này đều phải có để cái vật đó trên chứng khoán Đầu tiên hết đó, điều thứ nhất đó chính là một cái vụ đầu tư tiền Có nghĩa là các bạn gửi tiền để mà đầu tư Đây là điều đầu tiên Thứ nhì là người mà mua cái vật đó đó Thì đang đầu tư vào một cái đơn vị chung Thứ ba khi mà đầu tư vào một đơn vị chung đó Thì đầu tư để có được lợi nhuận Và thứ tư lợi nhuận đó là đến từ sự nỗ lực của công ty đó đó là bốn điều mà khiến một cái gì đó trên chứng khoán các bạn có thể nói gì các bạn không thấy khó hình dung để thường là một cái ví dụ cái gì mà rất rõ ràng là chứng khoán giống như chúng ta nói tới cổ phiếu của google đi khi các bạn mua cổ phiếu của google thì điều đầu tiên hết là các bạn dùng tiền các bạn để mà mua đây là một cái vụ đầu tư đó là cái điểm đầu tiên thứ nhì nữa là các bạn mua cổ phiếu của một cái đơn vị chung đó chính là công ty google thứ ba nữa là các bạn mua cổ phiếu google tại vì đương nhiên các bạn muốn có lợi nhuận rồi chứ đâu phải các bạn đầu tư cho vui đâu và cuối cùng điều thứ tư lợi nhuận đó là đến từ nỗ lực của công ty google chứ không phải nỗ lực của các bạn các bạn mua cổ phiếu xong là các bạn về nhà ngủ thôi rồi các bạn chờ công ty google ra sản phẩm mới à, họ ra cái chiến lược đầu tư mới để kiếm được tiền cho các bạn rồi sau đó các bạn thấy cổ phiếu lên giá các bạn bán để mà lấy tiền đó là một cái chứng khoán tại vì nó phù hợp hết bốn điểm này chúng ta nói tới một cái ví dụ khác đi giống như là các bạn à, giả sử như các bạn đi chùa đi và bây giờ các bạn à, quyên góp tiền cho chùa rồi chùa cho các bạn một cái bằng khen hay là một cái gì đó để chứng minh là các bạn có lòng hảo tâm để quyên góp thì có đó có phải là chứng khoán hay là không thì đầu tiên hết á đương nhiên các bạn dùng tiền của các bạn để mà quyên góp cho chùa thì đương nhiên đây là điểm đầu tiên điểm thứ nhì là đương nhiên là mọi người quyên góp tiền cho một đơn vị chung đó là cái chùa nhưng mà điều thứ ba thì không hợp lý tại vì các bạn quyên góp tiền nhưng mà các bạn không hề có cái kỳ vọng là nhận được lợi nhuận tại vì không quyên góp là sẽ không có lợi nhuận nào hết và thứ tư không hợp lý đó chính là không có lợi nhuận thì đương nhiên lợi nhuận đó là không có liên quan gì đến là đến từ đâu tại vì đâu có lợi nhuận đâu cho nên đó không phải là chứng khoán đây là hai cái ví dụ nhưng mà thường sẽ chuyển qua crypto để các bạn hiểu rõ hơn một đồng mà tại sao ai cũng nói không phải là chứng khoán đó là đồng bitcoin tại vì sao khi các bạn mua bitcoin đó các bạn có thể dùng tiền để mua đó là điểm đầu tiên bà nói như vậy Nhưng mà điểm thứ nhì lại không hợp lý Tại vì đâu có công ty Bitcoin đâu Bây giờ thường hỏi các bạn nè Các bạn mua Bitcoin thì đứng sau lưng là ai Ai là cái công ty chịu trách nhiệm phát triển Bitcoin Đương nhiên là không có ai đâu các bạn Đây cũng là một lý do tại sao mà nhiều người nói đó Cái điều tốt nhất mà Satoshi Nakamoto đã làm cho Bitcoin Đó không phải là duy nhất là có Bitcoin White Paper Và kích hoạt hệ thống Bitcoin Mà cái điều mà tốt nhất Cái tầm nhìn xa nhất mà có thể thấy được satoshi nakamoto có tầm nhìn xa cỡ nào đó chính là ông ta đã ẩn danh sau đó vì lý do đó đó bitcoin hoàn toàn là một đồng mà không có ai quản lý một đồng mà tự phát triển không có một công ty nào đứng sau lưng bây giờ quốc hội có ghét bitcoin này nữa cũng không ai nào mà chịu tập ai để đến quốc hội để mà có buổi điều trần hết không thể bỏ tù ai hết các bạn không phải điều tra ai hết tại vì bitcoin là mạng lưới hoàn toàn phi tập trung theo cái phương diện đó ngoại trừ điều đó ra là các bạn thấy được bitcoin hoàn toàn phi tập trung về cái số lượng thợ đào thợ đào ở khắp nơi trên thế giới bitcoin phi tập trung về cái số lượng máy nô máy nô cũng hoàn toàn phân tán trên thế giới luôn các bạn cho nên bitcoin là mạng lưới rất là phi tập trung không có một công ty nào đứng chung hết cho nên điều thứ hai cũng hợp lý và điều thứ ba đương nhiên là các bạn hãy đầu tư để có được lợi nhuận nhưng mà lợi nhuận đó đó là không phải đến từ một công ty chung các bạn đây là hai điểm điểm thứ hai và điểm thứ tư là hai điểm mà không phù hợp với lại bitcoin cho nên không thể nào mà nói bitcoin là chứng khoán được cho dù là bitcoin có chuyển qua hệ thống stake cũng không thể coi như là chứng khoán được Cho nên bây giờ thường thấy là có nhiều người như là thượng nghị sĩ Lumus Hay là ngay cả Michael Saylor nói là chuyển thành Proof Stake Sẽ là một yếu tố dẫn đến đồng đó là trở thành chứng khoán này không hợp lý đâu Tại vì trong How We Test không hề có cái điều đó Cho nên thường không hiểu tại sao họ lại cứ lôi Proof Stake ra để mà nói hoài Ngoài trừ là Proof Stake đó, đó là đến từ một công ty chung mà thôi Nhưng mà Bitcoin không có công ty chung các bạn Cho nên Bitcoin là không phải rất là rõ ràng và rất là trắng đen nhưng mà ngoài chỉ bitcoin ra các bạn thấy được là chúng ta nói tới đồng thứ nhì đồng thứ ba đồng thứ tư đồng thứ năm đừng nói tới những đồng nhỏ hơn các bạn thấy đây chúng ta bắt đầu đi vào cái dùng màu xám rồi chúng ta lấy ethereum làm ví dụ đi thì đối với ethereum đó có phải là một cái đầu tư tiền hay không thì đương nhiên các bạn phải dùng tiền để mua ethereum thì coi như đúng đi điều thứ nhất điều thứ nhì rất là quan trọng các bạn có nghĩ là các bạn đầu tư vào một công ty nào hay là không thì đây là cái điều mà nó nằm trong dùng màu xám các bạn có thể nhiều người nói là chúng ta có Ethereum Foundation cái quỹ Ethereum là cái đơn vị chính để mà phát triển mạng lưới của Ether, là cái đơn vị mà có trả lương cho một số những cái developer để phát triển mạng lưới Ethereum thì coi như là các bạn đầu tư vào một cái công ty chung à, và đương nhiên đầu tư điều thứ ba là phải có lợi nhuận đây là một cái Yếu tố tại sao người ta đầu tư Ethereum Tại vì có kỳ vọng lợi nhuận Và điều thứ tư là kỳ vọng lợi nhuận đó Nó là đến từ công ty chung Đó chính là Ethereum Foundation Tại vì các bạn mua Ethereum rồi Các bạn ngồi đó chờ Để cho đội Ethereum cập nhật cái mã mới Rồi sau đó các bạn có thể bán Để mà lấy tiền Hay là các bạn có thể thấy giá cả tăng lên Tại vì mạng lưới của Ethereum à, đã phát triển Và nhờ cái sự hỗ trợ của Ethereum Foundation Nhưng mà các bạn cũng có thể nói ngược lại các bạn có thể nói là Ethereum Foundation là một công ty đúng nhưng mà đó chỉ là một công ty mà thôi để mà hỗ trợ mạng lưới của Ethereum giả sử như mà chúng ta không có Ethereum Foundation thì mạng lưới Ether vẫn có thể tiếp tục phát triển chúng ta vẫn có những developer có thể tiếp tục phát triển mạng lưới của Ethereum và Ethereum có tăng giá đi nữa đó cũng không hẳn đó là nỗ lực đến trực tiếp từ Ethereum Foundation đâu Tại vì Ethereum tăng giá đơn giản là có thể là nhu cầu trên thị trường nó tăng lên vì lý do NFT, vì lý do có ứng dụng nào đó người ta thích dùng cho nên người ta mua Ethereum Giá tăng lên chứ không phải là tại vì Ethereum Foundation đưa ra một chiến lược đầu tư gì đó đó cũng là một cái cách để mà giải thích tại sao Ether không phải là chứng khoán. Trên cái bạn thấy được là chúng ta có hai mặt Ether có thể là không hề chứng khoán cho nên nó không có rõ ràng như là SCC nói không rõ ràng chút nào hết nếu rõ ràng thì SEC đã thay quyết định từ lâu rồi các bạn hoàn toàn là không rõ ràng. Các bạn nhìn vào những đồng khác như là XRP các bạn thấy được là cái sự phi tập trung hay là những yếu tố này nó càng phù hợp hơn với là XRP và những đồng khác. Có thể nói là một số đồng nếu như mà không còn đơn vị phát triển nữa thì đồng đó coi như là xong các bạn. Tại vì không còn tiền để phát triển thì chẳng ai phát triển hết. Ethereum có thể là phi tập trung hơn khi mà không còn một đơn vị chung nữa thì vẫn có thể là có developers và họ có thể tiếp tục phát triển mạng lưới đó là sự cá nhân của thuận mà thôi. đương nhiên các bạn nên biết thuận không phải là một luật sư chuyên về cái luật này hay là bất cứ luật gì hết á, thuận chỉ là một nhà đầu tư mà thôi. thuận chỉ thể chia sẻ cái sự hiểu biết của thuận à, sau nhiều năm làm việc trong thị trường tài chính để các bạn có một cách nhìn khách quan hơn về cái tình hình chung hiện tại và cái yếu tố quan trọng đó mà người ta nói tới gần đây tại sao mà có khả năng Ether bây giờ giống chứng khoán hơn là trước đây Không phải là Ether được chứng khoán nhưng mà có khả năng là giống nhiều hơn so với trước đây Đó chính là cái yếu tố khi các bạn gửi tiền vào để mà tham gia vào staking đó Thì các bạn sẽ nhận được lợi nhuận, các bạn nhận được cái phần thưởng staking Nhưng mà bây giờ các bạn không rút ra được Thì bây giờ mọi người đều chờ đợi cái đội developers và đội developer đó là phần lớn đã được trả lương bởi team Foundation để viết cái mã nguồn để có thể có cập nhật Shanghai vì lý do đó người ta cho Tại vì Ethereum Foundation có cái sự ảnh hưởng quá lớn tới mạng lưới Dẫn đến đó là một cái đầu tư trong một cái đơn vị chung Và lợi nhuận đến từ đơn vị đó và đối đầu với những cái thông tin này đó, tôi nghĩ là nó có ít nhiều gì tạo ra cái áp lực cho cái đội phát triển của Ethereum. Tại vì hồi sáng này chúng ta đã nhận được thông tin là cập nhật kế tiếp của Ethereum bây giờ là ước tính là khoảng tháng 3 năm 2023, có nghĩa là còn khoảng 3 tháng nữa đó các bạn. Thì các bạn đã nhớ là khi chúng ta có cái hiện tượng nằm mơ xảy ra đó, Ether chuyển thành Proof Stake thì lúc đó chúng ta cũng đang nhận được thông tin là những người nào mà tham gia vào staking hơn một năm qua đó thì vẫn không thể nào mà withdraw đồng được tại vì bây giờ cần phải chờ thêm một cập nhật nữa đó chính là cập nhật sang hai và lúc đó thì theo y tờ nó là khoảng 6 đến 12 tháng nửa năm tới một năm nữa thì mới có cái cập nhật sang hai nhưng mà đối đầu với những thông tin các bạn đã nghe mới đây thì đội tìm đã quyết định là bây giờ ước tính sẽ có cập nhật sang hai vào tháng 3 năm 2023 3 tháng sau khi đó thì sẽ có khả năng các bạn có thể là withdraw được cái Ether Stake hiện tại thì ít nhiều gì các bạn thấy được đây cũng là một cái thông tin tốt cho những bạn nào mà đang chờ đợi. Tại vì hiện bây giờ đã có tới 19 tỷ đô la Ethereum đang stake trên mạng lưới. Và về việc nhiều bạn không thường là thường có lo lắng khi mà có thể rút về được thì người ta sẽ bán Ethereum hay không dẫn đến là một áp lực bán nhiều. Tôi ý không phải gì đâu các bạn. Tại vì hiện bây giờ có nhiều người thực sự muốn stake Ethereum để có lãi. Họ muốn stake Ethereum tại vì các bạn có thể nhận được reward, nhận được tiền thưởng. Nhưng mà họ không muốn stake tại vì họ sợ là stake bây giờ đó bị lóc lại và nhiều khi họ cần bán hay là họ cần di chuyển họ không làm được cho nên cái số lượng 19 tỷ này đó khi mà unlock rồi thì không phải ai cũng sẽ uh, rút ra đầu các bạn mà không phải ai cũng uh, lấy cái số tiền này để bán ngay lập tức tại vì những người mà tham gia cách đây hơn uh, một năm đó gần hai năm qua thì ai cũng biết khi mà tham gia thì sẽ không lấy ra được trong một thời gian dài cho nên uh, thời điểm đó đó những người nào tham gia thường nghĩ là họ cũng đã quyết định lưu trữ dài hạn rồi cho nên không hẳn là họ sẽ rút ra bán đâu mà thậm chí khi mà có cái cập nhật sang hai rồi người ta có thể là gửi rút liên tục thì sẽ có nhiều người tham gia vào staking hơn nữa tại vì họ không có lo bị lóc lại tôi nghĩ đó là cái khả năng có thể xảy ra chứ không phải là ngược lại đâu có nghĩa là chúng ta có khả năng còn thấy nhiều ether stake hơn nữa chứ không phải là số ether này rút ra bị bán đây là cái suy nghĩ của thần các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên, bên dưới nhưng mà ít ra đây cũng là cái thông tin tốt cho những bạn nào mà đang chờ đợi cập nhật kế tiếp để cập nhật sang hai và các bạn đã biết là chuyển qua hệ thống proof stake nhưng tôi mơ chỉ là bước đầu tiên mình thôi, chúng ta còn dài bước nữa Thì mới có thể mở rộng mạng lưới Ether được, mới có thể là có nhiều giao dịch, mới có thể là có phí thấp được Chúng ta bây giờ chỉ mới bước đầu tiên mình thôi, sang hai, sang bước thứ nhì Chúng ta bắt đầu sẽ có những cái cập nhật liên quan tới Sharding Có nghĩa là tách cây tài liệu thành nhiều mảnh khác nhau Và xử lý cùng một lúc đó, hiểu đơn giản nó như vậy để có thể giúp đỡ cho mạng lưới xử lý nhiều dịch hơn Đây là cái bước kế tiếp của Ethereum Thông qua những cái ví dụ này, các bạn thấy rất rõ ràng là cái lực nó, nó không hề đơn giản để mà áp dụng như là SEC nói và điều thú vị hơn đó là thuận nhìn một cái trang web đó chính là nay nay Bitcoin trang web này đó có một cái phần gọi là Bitcoin obituary có nghĩa là những cái báo tử Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua đó các bạn biết được là trang web này đó là lưu trữ bao nhiêu năm qua những cái nhà báo lớn những người nổi tiếng đó bao nhiêu người đã nói Bitcoin đã chết rồi bạn thấy là mỗi một chấm này là một người nổi tiếng đó Bitcoin đã chết rồi bao nhiêu năm qua Bitcoin đâu có mất đâu các bạn Bitcoin vẫn tiếp tục và tiếp tục tiến tới Nhưng mà điều thú vị hơn đó là Thuận xem một cái bài viết Bài viết này đã đến từ năm 2014 các bạn, đã rất lâu rồi Và bài viết này đã nói là Bitcoin đã gần chết rồi Thời điểm đó đương nhiên không phải rồi các bạn thấy được là Thời điểm bây giờ 8 năm sau thì Bitcoin giá cả đã cao hơn lúc đó mấy chục lần rồi Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào một phần liên quan tới bài viết này Cái phần này thì nói là Bitcoin vẫn tồn tại, các bạn nên nhớ đây năm 2014 nha, cách đây 8 năm rồi, thì uh, cái người này nói là Bitcoin vẫn tồn tại bây giờ, tại Bitcoin quá nhỏ, Bitcoin không có đủ sức để mà uy hiếp uh, những cái uh, tài chính truyền thống. Một ngày nào đó Bitcoin lớn mạnh hơn đó, thì uh, luật pháp sẽ có và luật pháp sẽ đưa ra những cái uh, luật đàn áp thị trường này và sau đó thì Bitcoin coi như là sẽ tiêu luôn. Đó là cái suy nghĩ của cái người viết bài này 8 năm trước. Điều thú vị ở đây là 8 năm sau các bạn 8 năm sau khi có bài viết này Chúng ta vẫn không có được rõ ràng luôn Đó là cái điều thường muốn nói đây với các bạn Và điều mà nhiều bạn hỏi Thuận đó là Khi một đồng nào mà bị liệt vào chứng khoán đó Thì SEC đã từng có những cái động thái gì tôi Thuận chia sẻ với các bạn Một số những cái ví dụ trước đây Khi mà một đồng bị cho là chứng khoán Bởi SEC ban quản lý chứng khoán là như thế nào Tại vì các bạn sẽ được rất là rõ ràng Là cái vấn đề là ngay cả liên quan tới khi mà đã quyết định một đồng nào là chứng khoán đó, thì scc cũng không có một cái tính nhất quán nào cũng không có một cái nguyên tắc nào để mà xử lý hết cho nên đây là điều mà rất nhiều người đang phàn nàn hiện tại scc lúc nào cũng nói là họ muốn cho thị trường này nó công bằng hơn được bảo vệ nhiều hơn à, những nhà đầu tư đó thì được nhiều quyền lợi nhưng mà thật ra scc hoàn toàn không có một cái luật lệ nào rõ ràng và không một nguyên tắc nào hết dẫn đến là nhiều dự án đó, họ không có muốn hợp tác với lại scc các bạn chúng ta sẽ nói tới một số những cái ví dụ như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là cái ví dụ năm 2019 và đây là cái ví dụ liên quan tới cái công ty gọi là Block One. Các bạn có biết là Block One là công ty gì hay không? Đó chính là công ty đứng sau lưng đồng EOS đó các bạn. Cái đồng mà rất nổi năm 2017 và 18 nhưng bây giờ đứng hàng thứ 40 rồi thì đồng EOS này đó đã bị liệt vào chứng khoán và lúc đó đó thì sự kiện này xảy ra như thế nào? Các bạn thấy được SEC đã cáo buộc là công ty Block One đã bán một chứng khoán không đăng ký đó chính là cây token US thông qua ICO và thường nhớ lúc đó họ bán được tới 4 tỷ đô la lận nhưng mà cuối cùng đó thì họ đã bị đóng phạt là 24 triệu rồi đồng US vẫn tiếp tục hoạt động mà thôi bây giờ chúng ta nhìn vào đồng US sau khi mà đóng phạt 24 triệu đó các bạn thì được ai cũng nói là lời quá trời có thể bán ICO 4 tỷ mà phạt có 24 triệu mà thôi và đồng US bây giờ vẫn hoạt động các bạn thấy được là những sàn lớn như là chúng ta nhìn vào Binance hay là chúng ta nhìn vào Uh, Bitfinex, Coinbase Exchange, Kraken, những sàn này thì vẫn đang cho đồng US hoạt động mặc dù là SEC đã tuyên bố US là chứng khoán. Đó là cái điều mà nhiều người khó hiểu đây, tại sao mà US vẫn có thể tiếp tục hoạt động được mà không cần phải đăng ký hay là không cần phải chuyển qua cái sàn chứng khoán mà vẫn hoạt động được trên những cái sàn crypto hiện tại. Thậm chí những sàn ở Hoa Kỳ vẫn cho đồng US hoạt động như là Coinbase và Kraken ta có thể nhìn thấy được là một ví dụ khác nữa là năm 2020 đó thì đã có một nhóm người đã đi kiện uh, Tezos nói là Tezos là một chứng khoán công ty đã bán đồng Tezos một cách uh, trái phép và không đăng ký và lúc đó thì SEC cũng đã mở cuộc điều tra rồi nhưng mà sau đó, đó thì uh, Tezos đã ra quyết định là họ sẽ trả lại 25 triệu uh, cho những nhà đầu tư và sau đó thì Tezos vẫn hoạt động được các bạn sẽ nhìn thấy được là trên màn hình đó, khi chúng ta nhìn vào Tezos cũng là một đồng mà rất nhiều người nói tới năm 2017 các bạn rồi sau đó một thời gian rất là dài chúng ta mới nhận được đồng Tether, bây giờ là đứng hạng thứ 47 và Tether thì vẫn xuất hiện trên những sàn lớn các bạn thấy được là sàn Binance thì vẫn có hiện tại Coinbase vẫn có Tether, KuCoin cũng có Tether luôn. thì nói chung sau khi mà trả cái số tiền đóng phạt này thì Tether vẫn tiếp tục hoạt động được. cho nên nhiều người nói là có khả năng một số đồng có thể là tiếp tục hoạt động sau khi mà bị liệt vào chứng khoán mà không có gì thay đổi hết. đó cũng là một khả năng nữa các bạn nhưng mà chúng ta lại nhìn một số những cái khả năng khác giống như chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu năm 2019 thì lúc đó SEC đã kiện công ty Kick tại vì Kick muốn đưa ra một cái đồng riêng Kick thường nhớ đây cũng là một cái mạng xã hội thôi cũng không có sử dụng nhưng mà cũng nhiều bạn cũng đã biết về mạng xã hội này thì Kick muốn đưa ra cái đồng Kick nhưng mà cuối cùng thì SEC nói đây là một cái chứng khoán trái phép và cuối cùng thì Kick đã phải dẹp luôn rồi các bạn đồng này hầu như là không còn ai nói đến nữa. Chúng ta cũng nói tới một đồng khác nữa cũng đã bị kiện bởi SEC đó chính là Munchie Munchie là một cái công ty mà họ phát hành cái token, à, theo tôi hiểu đây là token liên quan tới thức ăn gì đó Tôi cũng quên rồi nhưng mà đây là công ty ở Los Angeles Và sau khi mà SEC kiện thì Munchie coi như cũng xong luôn, không có còn hoạt động nữa các bạn Chúng ta nói thêm một ví dụ nữa đi, đây là cái ví dụ liên quan tới uh, Library thì library là cái ví dụ mới hơn các bạn nên biết là library gần đây đã thu kiện với lại SEC đây là cái vụ kiện rất lớn mà nhiều người à, nhìn vào library xem coi là khả năng EXA bị kháng kiện là bao nhiêu cuối cùng thì library đã thu kiện rồi các bạn nhưng mà bây giờ token LBRY này sẽ như thế nào chúng ta bây giờ vẫn chưa có biết SEC đã vẫn chưa được quyết định là sẽ xử lý như thế nào và quyết định là sẽ xử lý đầm library thế nào sẽ cho chúng ta rõ ràng hơn là dưới cái sự quản lý của chủ tịch hiện tại là Gary Chancellor chủ tịch này đã mới bắt đầu chỉ khoảng chừng là hai năm đổ la đây mà thôi thì với cái từ lãnh đạo của Gary Chancellor khi một đầm lọt vào chính khoán rồi đó thì sẽ xử lý như thế nào chúng ta bây giờ vẫn chưa biết bây giờ ai cũng đang trông chờ là kết quả sẽ ra sao đầm library này có phải để chỉ đóng phạt rồi sau đó họ tiếp tục hoạt động như là EOS như là Tesla hay là xin như thế nào chúng ta vẫn chưa biết chúng ta sẽ nói thêm một cái công ty nữa đây là công ty không phải là hợp đồng đó là công ty ico reading và ssc cũng đã nói công ty ico reading này đó là một công ty mà quảng bá những cái chứng khoán cho người Hoa Kỳ cho nên đã phạm luật thì cuối cùng công ty này đã, đã đóng vạc và bây giờ hầu như đã không hoạt động nữa các bạn đây là một số những ví dụ cho các bạn thấy được là cái sự xử lý của SEC liên quan tới đồng nào là chứng khoán đó hoàn toàn không có sự đồng nhất cho nên khiến cho thị trường rất lo lắng các bạn bây giờ nhiều người nói là lỡ như mà đồng này đồng kia vào chứng khoán thì đã sao cái này là chỉ dựa vào SEC để mà ra quyết định mà thôi chúng ta không thể biết được bây giờ dưới sự lãnh đạo của Gary Gensler thì ông ta nghĩ sao khi một đồng lọt vào chứng khoán nhưng mà tôi sẽ chia sẻ một số những cái suy nghĩ của thuận với các bạn lỡ như mà bị liệu vào chứng khoán đó thì sẽ như thế nào cái suy nghĩ của thuận đó thường đã chia sẻ với các bạn rồi là thuận thì nghĩ chúng ta cần phải nên khối lực nhưng mà không phải là áp dụng cái luật cũ chúng ta cần phải có một cái luật mới để thường chia sẻ với các bạn một số những ví dụ trước đây thường đã từng chia sẻ với các bạn những ví dụ như là khi chúng ta có cái luật hàng không đó, thì lúc đó cái ngành mà du lịch hàng không đã phát triển rất là nhiều khi chúng ta có cái luật liên quan tới xe cộ trên đường đó luật giao thông thì chúng ta đã thấy cái sự phát triển của ngành ô tô thì một ví dụ khác nữa lý do tại sao mà ngày hôm nay các bạn ngồi nơi các bạn đang ngồi và xem thuận trên YouTube là tại vì chúng ta đã có một cái luật năm 1996 đó chính là cái luật 47 US Code phần 230. Đây là một cái luật gì? Đây là một cái luật đó mà sau khi mà có Internet rồi thì để Internet phát triển, để cho Internet có những tài liệu người ta có thể là cung cấp video, người ta có thể là cung cấp bài viết lên những trang web. Lúc đó có một cái sự lo sợ, đó chính là những người chủ trang web này đó có bị kiện hay không? Có phải là người chịu trách nhiệm nếu như mà có một cái thông tin giả, một cái thông tin không hợp pháp nào đăng trên trang web của họ, họ có bị kiện và họ có phải là người chịu trách nhiệm trước pháp lý hay là không? Thì vì lý do đó đó nhiều trang web đã không hoạt động các bạn, họ sợ cái vấn đề đó. Nhưng mà sau khi mà có luật này rồi đó, luật 230 này năm 1996 thì luật này nói rất rõ ràng là chủ trang web không phải chịu trách nhiệm miễn là chủ trang web đó có một cái hệ thống hợp lệ để mà duyệt những cái tài liệu nếu như mà có một cái tài liệu nào đó đó lỡ như mà đăng mà không đúng sự thật thì cái chủ trang web cũng sẽ không có bị chịu trách nhiệm về pháp lý giống như là đối với YouTube đi thì YouTube đã có cái chương trình kiểm duyệt riêng của YouTube rồi nhưng mà trong phạm vi cho phép đó thì người dùng có thể đăng bất cứ thông tin nào mà họ cho là thông tin đúng và thông tin họ tin tưởng giống như là Thuận đang nói chuyện với các bạn ở đây giả sử như là hôm nay Thuận chia sẻ một cái điều gì đó không có đúng lực hay là làm cho các bạn bực bội tức tối Các bạn cũng không thể nào mà nói là Youtube phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì Thuận nói được Vì lý do đó đó sau khi mà có cái sự bảo vệ này dưới lực 230 Thì các bạn thấy được Internet thật sự đã phát triển rất là mạnh Cho nên có lực không hẳn là xấu các bạn Có lực rồi đó thì chúng ta mới thấy được thị trường phát triển mạnh Có lực rồi thì mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn Bây giờ chúng ta không rõ lực như thế nào Không biết được là SEC nghĩ đồng nào chứng khoán nào nào không phải không biết là SEC sẽ xử lý như sao nếu như mà đồng nào chứng khoán nào không phải thì đương nhiên ai cũng lo sợ hết thị trường khó có phát triển vững mạnh được cho nên uh, có lực không hẳn là điều xấu được các bạn có lực sẽ dẫn đến nhiều tiền đi vào thị trường này hơn nhiều nhà đầu tư họ sẽ an tâm hơn và đầu tư vào thị trường này giống như là chúng ta thấy hôm nay có một cái dự lực được đưa ra bởi quốc hội ở Hoa Kỳ nói là những cái sàn giao dịch bây giờ đã cần phải uh, đưa ra tài liệu liên quan tới tài sản cũng giống như là cái nợ mình đang có để lúc nào cũng chứng minh được là mình có đủ tài sản ở trên sàn đây cũng là một trong những cái bước tiến tới khi mà có lực có thể làm cho mọi người an tâm hơn và khi mà người ta an tâm hơn người ta sẽ đầu tư nhiều hơn đó là cái suy nghĩ của thuận và nếu như mà cái lực quá gắt giao đó thì sẽ dẫn đến là nhiều nhà đầu tư, nhiều cái dự án, nhiều sàn giao dịch sẽ rời khỏi thị trường này các bạn. Đó là điều đáng tiếc. Nếu như mà SEC thật sự là cứ tiến tới và nói là tất cả đều chứng khoán hết mọi chuyện Bitcoin thì tôi nghĩ là nhiều dự án sẽ rời khỏi. Và cái điều bạn nói là Hoa Kỳ chỉ là một phần của thị trường mà thôi. Đây là cái thị trường toàn cầu mà. Hoa Kỳ đâu có làm được cho tất cả quốc gia đâu thì đó là đúng các bạn. Hoa Kỳ chỉ là một phần mà thôi nhưng mà đáng tiếc Hoa Kỳ là phần rất là lớn. Thị trường Hoa Kỳ cực kỳ lớn luôn các bạn. Hoa Kỳ có sức ảnh hưởng rất là nhiều và những cái quốc gia mà liên minh của Hoa Kỳ đã thường họ sẽ xem được Hoa Kỳ và sau đó họ sẽ áp dụng vào quốc gia của họ. Đây là cái sự lo lắng của thực hiện tại. Và một điều nữa đó các bạn nên biết khi mà chúng ta nhìn vào một cái tài liệu. Đây là cái tài liệu thường đã chia sẻ ngày hôm qua rồi nhưng mà thường sẽ lướt qua. Các bạn nên thấy được là trên tài liệu này đó là tài liệu đến từ sàn Coinbase Quý 3 thống kê của họ như thế nào Thì các bạn thấy được là dựa theo trading volume đó Khối lượng giao dịch Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là cái số lượng người retail đó Những người bình thường như thuận với các bạn đó Thì trong quý 3 chỉ giao dịch là 26 tỷ mà thôi Trong khi những nhà đầu tư lớn như tổ chức đầu tư đó Họ lên tới 133 tỷ lần các bạn Như bạn sẽ nói là thị trường này đã phát triển mười mấy năm rồi à, nếu như mà chúng ta xem những cái ngày đầu tiên khi mà thuận lập kênh tới bây giờ đó từ năm 2017 thì đâu có bất cứ công ty nào những cái công ty lớn như bây giờ tham gia đầu đâu thị trường vẫn phát triển thôi lúc đó các bạn đã nhớ là giá BTC đã đầu năm 2017 chỉ có 800 đô mà thôi chúng ta vẫn có thể tiến tới hơn 20.000 đô được mà đâu cần công ty lớn nào đầu tư đâu thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục thúc đẩy thị trường này phát triển thì đó cũng là đúng các bạn nhưng mà thường nghĩ là chúng ta đã quá xem nhẹ cái sự ảnh hưởng đến từ những cái tổ chức đầu tư lớn rồi họ thật sự là đầu tư rất là nhiều con số cực kỳ kinh khủng so với nhà đầu tư thông thường cho nên các bạn nên hiểu được là thị trường này đã có thể được thúc đẩy nhanh hơn khi mà có sự xuất hiện của họ đương nhiên là họ không phải là chúng ta họ có những cái lý do riêng của họ khi đầu tư và họ có những chiến lược riêng và không phải lúc nào cũng tốt cho thị trường nhưng mà thật sự sự ảnh hưởng là có đó nếu như không có nhiều nhà đầu tư lớn thì chúng ta vẫn tiếp tục mà thôi Thường tin là như vậy thôi mời các bạn vẫn có thể tiếp tục thu mua trung bình giá thúc đẩy thị trường này nhưng mà nó sẽ chậm hơn và đáng tiếc phần lớn những nhà đầu tư là đến từ hoa kỳ cho nên khi mà chúng ta có lượt gắt giao đó là điều chúng ta không muốn thấy dưới cái sự lãnh đạo của gary chancellor chúng ta thật sự chưa có rõ là ông ta sẽ có những quyết định gì khi mà nói đồng nào là chứng khoán library sẽ là một trong những cái ví dụ đầu tiên chúng ta thấy còn về lịch sử đó thì thật sự không có sự đồng thuận nào có cái đồng thì sau khi liệu vào chứng khoán đóng phạt rồi vẫn tiếp tục có đồng thì không được tiếp tục nữa cho nên chúng ta không thể dựa vào lịch sử yo yo i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got